Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Ly nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách nối móng bằng form giấy. Nối móng làm sao bền đẹp này và móng không bị cúp hay vảnh. Và sau đây thì xin mời mọi người cùng theo dõi video của Ly nhé. Đầu tiên thì để nối móng bao giờ cũng vậy, thì mình sẽ sử dụng cái máy mài và cái đầu mài khóe ra nha mọi người. Cái đầu mài khóe da này thì sẽ giúp là đẩy cho mình sạch những cái phần da thừa, da chết ý, bám ở trên bề mặt móng, thì mình đẩy lên như vậy thì cái móng của mình ý, nó sẽ thêm được một chút chiều dài nữa nhé. Mọi người sẽ đẩy sát vào cái phần viền da nhé. Làm sao để những cái phần da ấy nó bị nằm ở trên bề mặt móng thì mình sẽ đẩy cái phần da đó lên. Sau cái bước mài khóe da thì mình sẽ thay cái đầu mài khóe da bằng một cái đầu mài nhám nha mọi người. Mình sẽ tạo cái độ nhám ở trên bề mặt móng. Cái độ nhám này thì lưu ý là mọi người chỉ cần đi qua cái bề mặt móng thôi nhé. Không nên ấn sâu xuống bề mặt móng, thì như vậy cái phần móng thật ý, nó sẽ bị mỏng đi và tổn thương. Ở phần này khi mài ý, thì mọi người cũng sẽ đẩy sát vào cái phần viền da nhé. Làm sao để mình sẽ đi sạch được cho mình những cái phần da nào mà vừa nãy cái phần đầu mài khóe nó đã đẩy được cái phần da đó lên, thì cái bước mài nhám này thì nó cũng sẽ giống như là một bước cắt da nhé mọi người. Sau khi mà mình đã nhá móng xong rồi này và phủi sạch cái lớp bụi bám ở trên bề mặt móng đi, thì mình sẽ sử dụng form giấy để tạo độ dài cho móng nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ không nối móng tiếp và mình sẽ gắn cái form giấy này để mình sẽ tạo cái độ dài cho móng của mình. Ở mỗi một móng ấy thì mọi người sẽ xé ra một miếng cái form như thế này nhé. Miếng form thì nó sẽ có hai phần nha mọi người. Một là cái lớp giấy bên dưới này bảo vệ cho cái miếng form của mình để mình gắn lên. Khi mọi người đã xé ra được một cái miếng form như thế này rồi thì mình sẽ bóc cái phần giấy bên dưới ra nhé. Cái miếng form của mình thì nó sẽ có cái độ dính nha mọi người, để nó sẽ dính vào cái phần da của mình ý. Thì lưu ý là mình không nên chạm quá nhiều vào cái phần dính đó thì sẽ làm mất đi cái độ dính của form. Trên cái miếng form giấy thì có một cái hình tròn nhỏ ý, thì mọi người đừng vứt đi nhé. Mình sẽ lật ngửa cái miếng form của mình lên và dán ở bên dưới cái phần mình nối lên ý. Mình dán ở bên dưới cái gầm của cái form, thì như vậy thì sẽ giúp là cái miếng form của mình nó sẽ được cứng hơn. Và khi làm cái form của mình nó cứng thì mình tạo form ý, nó sẽ được dễ hơn nhé mọi người. Đối với những cái móng ấy mà cái phần thịt ở bên trong cái phần gầm móng ấy nó bị cao ấy mọi người, và khi mà chúng ta gắn cái phần form lên thì hai bên cạnh móng nó hở ra, thì mình sẽ sử dụng cây kéo cắt form nhé, để mình sẽ cắt đi một chút cái bên trong cái phần mà mình nối vào cái phần đầu móng ấy mọi người. Ở trên miếng form thì mình sẽ cắt đi một đường hình chữ C nhé. Mình sẽ tạo cái phần sâu của cái rãnh ấy để mình gắn lên móng, thì toàn bộ cái phần form nó sẽ ôm lại vào cái móng của mình và hai bên cạnh nó sẽ không bị hở ra nha mọi người. Tùy vào từng cái móng ấy thì mình sẽ cắt đi chiều sâu làm sao để cho phù hợp nhé. Mọi người bóp cong cái form lại hình chữ C này và mình sẽ gắn lên móng này. Khi gắn cái form lên trên móng ấy thì mình sẽ chỉnh cái chiều dài cho móng là cái thứ nhất, và mình sẽ chỉnh cái móng lệch luôn nhé mọi người. Đối với những cái móng nào mà bị lệch này thì mình xem cái móng của mình ấy nó nghiêng về bên nào thì mình sẽ chỉnh làm sao để cho cái form nó sẽ thẳng so với cái chiều của xương ngón tay nhé. Form gắn lên này thì nó sẽ song song với lại cái chiều của cái ngón tay của mình nha mọi người, để ngang cái form ấy nó sẽ không bị vách lên hay là bị cúp xuống này. Nếu như mọi người mà gắn cái form của mình ý, nó bị vách lên hay là cúp xuống, thì sau khi mà mình đắp bột xong ấy thì cái lớp bột của mình ý, nó cũng sẽ so theo với cái form và nó sẽ bị lệch form với cái ngón tay của mình nhé. Nên lưu ý là muốn cái form móng của mình ý, được thẳng nhất có thể thì mọi người để ngang cái móng ra, mình ngang và mình sẽ chỉnh cái chiều của cái form nha mọi người.
gắn cái form lên rồi này thì chúng ta sẽ dính hai cái phần form lại với nhau nhé, làm sao để cho cái miếng form nó sẽ ôm lại cái khuôn móng tay của mình như thế này. Và cũng tùy theo là mọi người muốn để móng tròn, móng vuông như thế nào ấy thì mình cũng sẽ chỉnh cái form nhé. Nếu như mọi người mà để cái móng vuông ấy thì mình sẽ để cái form của mình ấy, mình sẽ không bóp nhỏ ở phía đầu form nha mọi người. Mà mình sẽ để cái phía đầu form của mình ấy, mình sẽ dính làm sao để cho ra cái form móng của mình. Hoặc là nếu như mình để cái móng tròn, móng nhọn thì mình sẽ bóp nhọn ở phía cái đầu form nhé. Ví dụ như là móng của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái form móng tròn nha mọi người. Nên là ở cái đầu của miếng form thì mình sẽ bóp nhỏ lại nhé. Và lưu ý là để cái móng của mình ấy, sau khi đắp xong nó sẽ không bị bè ra thì mọi người nhớ là mình sẽ ôm nhỏ cái phần form lại nhé. Mọi người sẽ bóp lại này, làm sao bóp cái miếng form lại, làm sao để cái miếng form của mình ấy, nó sẽ ôm lại vừa với lại cái khuôn móng tay nha. Và có một cái lưu ý là khi mọi người chọn mua form giấy để mình làm ấy thì mình không nên mua những cái loại form nào mà bị quá là mềm nha mọi người. Khi form mà bị mềm ấy thì rất là khó để mình sẽ chỉnh được cái form của mình được đứng ấy. Cái form mà form thì bao giờ nó cũng sẽ có hơi cái độ giống như kiểu cái bìa cứng ấy mọi người. Khi mà mình bóp cái form vào thì nó sẽ có cái độ đứng của form, thì như vậy là mình làm móng ấy thì nó sẽ được dễ dàng hơn. Nối móng bằng form giấy này và nối móng bằng móng tiếp ấy khác nhau ở chỗ là khi mà chúng ta gắn móng tiếp thì mình sẽ gắn cái móng tiếp ở bên trên bề mặt móng này, còn đối với form giấy thì cái phần form giấy nó sẽ nằm ở bên dưới cái phần bề mặt móng nha mọi người. Để mình đắp bột hay là đắp treo được đẹp ấy bằng cái form giấy thì quan trọng nhất là cái cách mà mọi người gắn cái miếng form lên trên móng nhé. Mình gắn này, làm sao để cho cái miếng form của mình nó nằm gọn ở bên dưới bề mặt móng và nằm sát xuống so với lại cái đầu móng tay nha mọi người. Và mọi người nằm cái miếng form của mình ý, nó sẽ ôm theo cái chiều khuôn móng của mình, làm sao cái miếng form khi mà chúng ta gắn lên thì nó sẽ không bị hở ra nhé. Không bị hở ra, nó sẽ hít được vào cái đầu móng của mình ý ạ. Sau khi mình đã gắn xong form giấy rồi này thì mình sẽ đi phần liên kết nha mọi người. Đối với bột thì mình sẽ sử dụng liên kết bột, còn khi mà chúng ta đắp treo ấy thì mọi người sẽ sơn cái liên kết treo lên nhé. Và cái phần liên kết này thì lưu ý là mình sẽ chỉ cần sơn lên trên cái bề mặt móng thật thôi ạ. Sau khi mà mình đã đi cái phần liên kết này xong rồi thì mình sẽ đến phần đắp bột nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ đắp ở cái phần đầu móng thật trước này. Mình sẽ đi một cục bột từ cái phần đầu móng thật kéo ra cái chỗ form giấy nhé. Ở phần này thì mọi người chưa cần phải tạo độ dày cho móng luôn đâu nhé. Mình chỉ cần đắp một lớp mỏng ở bên trên cái bề mặt móng thôi, để mình sẽ làm cái lớp lót ở bên dưới trước. Và trong khi mà đắp ở phần này thì mọi người nhớ là hai bên cạnh móng của mình sẽ đủ bột nhé. Khi chúng ta kéo ra cái phần form giấy ấy, thì hai bên cạnh móng của mình nó sẽ không bị thiếu bột này. Nếu như mà cái phần móng của mình bị thiếu ấy, thì cái móng của mọi người sau khi mình tháo cái form giấy ra thì nó sẽ bị tóp lại nhá. Nên là lưu ý là đối với bột hay là treo ấy, thì so với lại cái chiều bề ngang của móng ấy, thì cái lớp bột hay là treo nó phải đủ nhá. Trong quá trình đắp này thì ở cái phần form giấy ấy, thì mình cũng sẽ đặt là dọc cái cây cọ ra để mình sẽ chỉnh làm sao cho cái lớp bột ấy, nó sẽ song song với hai bên cạnh móng của mình và nó sẽ không bị bè ra quá là nhiều nha mọi người. Nó sẽ không bị chảy quá là nhiều xuống phần bên dưới của miếng form này. Mọi người muốn đắp móng dài bao nhiêu ấy thì mình sẽ nối tiếp vào cái phần bột đó và mình kéo dài lên trên phía cái đầu của miếng form giấy nhé. Vừa đắp ấy thì mình cũng sẽ để ngang cái móng ra để mình nhìn xem cái độ dày hay là cái độ cong của móng như thế nào để mình sẽ chỉnh nha mọi người. Khi mà mình đắp bột này, đối với mình đắp bột để mình sơn treo ấy thì mình sẽ sử dụng bột clear để đắp và chúng ta sẽ chỉnh luôn cái độ dày cho móng ở cái bột clear này nhé. Còn khi mà mọi người đắp cái phần bột mình design cái ở bên dưới ấy, thì chúng ta sẽ design ở lớp bên dưới xong rồi sau đó thì mình sẽ phủ một lớp bột clear lên nha mọi người. Sau khi mà mình đã tạo cái chiều dài cho móng rồi này, xong rồi này thì chúng ta sẽ bắt đầu đắp từ phần chân móng nhé. Ở phần chân móng này thì mọi người sẽ chỉnh luôn cái độ dày cho móng nha. Đối với mình đắp bột để mình sơn treo ấy thì mình sẽ sử dụng cái bột clear này để đắp luôn và mình sẽ tạo độ dày cho móng luôn nhé. Còn khi mà chúng ta đắp bột thì mình design ở bên dưới này thì mình sẽ design xong bên dưới này rồi thì mình sẽ phủ bột clear lên bên trên nha mọi người. Có một cái lưu ý là khi mình sử dụng cái miếng form giấy này thì hai bên cạnh móng mọi người đừng đắp quá là mỏng nhé.
Hai bên cạnh móng mọi người đừng đắp mỏng này. Và quan trọng nhất là cái phần khớp nối giữa cái móng thật và cái miếng form ấy, cái lớp bột nó phải đủ nhé. Nếu như cái phần bột của mọi người thứ nhất này nó không ôm đủ sang hai bên cạnh móng, và cái thứ hai là cái lớp bột ở hai bên cạnh móng nếu nó ôm đủ nhưng nó bị mỏng ấy, thì cái phần móng của mọi người rất là dễ gãy nhé. Nên lưu ý nhé là hai bên cạnh móng này là lớp bột nó phải ôm đủ ra toàn bộ móng, và hai bên cạnh móng của mình nó phải đủ độ dày nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ đắp bột để mình sơn treo nhé, nên là mình sẽ sử dụng bột clear để đắp nha mọi người. Form móng đẹp nhất là cái form móng mà có cái đường cong tự nhiên, nên là khi mà chúng ta đắp bột ý, thì lưu ý là cái phần bột nó sẽ dày ở phần giữa móng này và mỏng ở phần chân móng và hai bên cạnh móng nha. Và khi mà mình đắp thì cái phần giữa móng nó sẽ dày hơn một chút này, để hai bên cạnh móng của mình nó sẽ ôm lại nha mọi người. Thì cái móng của mọi người thứ nhất là nó vẫn sẽ có đủ cái độ dày để nó sẽ không bị móng của mình nhanh gãy. Và cái thứ hai là nhìn thì nó vẫn sẽ ôm và cái móng của mình vẫn sẽ nhỏ nhé. Nên là lưu ý là trong cái quá trình mình đắp ấy, thì mình sẽ chỉnh form luôn nha mọi người. Để lát nữa khi mà mình đắp xong ấy, thì mình sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để mài giũa nhé. Nên là từ cái phần mà mọi người gắn cái form giấy ấy, thì mình sẽ ôm lại ở cái phần form giấy, làm sao cho cái miếng form nó không bị bè ra nha. Để khi mà mình đắp bột thì cái lớp bột của mình nó sẽ theo cái miếng form để nó ôm lại so với lại cái bề mặt móng của mình. Sau khi mà mình đã đắp bột xong này, mọi người gõ thử lên trên cái bề mặt móng của mình ý, mình cảm nhận được cái độ cứng của bột thì tức là bột của mình đã được khô rồi, và mình bắt đầu gỡ cái miếng form giấy ra nha. Mọi người lưu ý nhé, mình sẽ chỉ gỡ form giấy ra khi mà bột đã được khô hoàn toàn nha. Nếu như cái phần bột của mọi người ý, mà vẫn còn đang ướt mà mình đã gỡ form ra thì sẽ bị hỏng cái móng của mình đấy ạ. Cái lớp bột khô rồi thì nên là gỡ cái form ra rất là dễ dàng thôi. Sau khi mà đã dỡ được xong cái miếng form giấy ra rồi ý, thì có những cái phần bột mà vừa nãy nó hơi bị tràn bên dưới một chút thì mọi người, những cái lớp bột mỏng ấy, thì mình sẽ sử dụng cái kìm để mình sẽ bấm đi những cái phần thừa nhé. Lưu ý là mình sẽ chỉ bấm đi những cái lớp bột mỏng thôi nha mọi người. Còn nếu như mọi người mà bấm vào cái phần bột mà bị dày ấy, thì nó sẽ bị vỡ cái miếng móng của mình nhé. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cây giũa 80 nha mọi người, để mình bắt đầu giũa móng. Giũa móng thì mình sẽ đi từ cái phần gập móng đi lên nhé, ôm lại ở hai bên cạnh móng này, đi từ cái phần gập móng đi lên để cho cái phần bột của mình ý, trong quá trình mình đắp lúc nãy nó bị tràn ra hai bên cạnh móng ấy mọi người, thì mình giũa như vậy thì sẽ được sạch bột hơn. Và cái móng của mọi người mình giũa khi mình ôm từ phần gập móng đi lên như vậy này và ôm lại ở hai bên cạnh móng này, thì như vậy là cái móng của mọi người cũng sẽ nhỏ hơn nhé. Trong quá trình giũa móng này thì mình cũng sẽ để ngang cây giũa ra nha mọi người, để ngang cây giũa ra và ôm lại ở hai bên cạnh ở bên trên cái bề mặt móng nhé. Thì là cái phần bề mặt phẳng của cây giũa ấy, khi mà mọi người nằm ngang ra như vậy thì sẽ cái bề mặt phẳng của cây giũa nó sẽ giúp là cái móng của mọi người được nhỏ hơn và gọn lại ở hai bên cạnh móng nha. Trong quá trình giũa móng này thì mình cũng sẽ chỉnh cái chiều dài của móng luôn nhé. Mình sẽ chỉnh luôn ở những cái móng còn lại để cho những cái phần móng nào mà vừa nãy mình đắp ấy nó dài ngắn như thế nào thì mình cũng sẽ chỉnh cho bằng nhau luôn. Sau khi mà chúng ta đã giũa móng xong rồi thì mình sẽ đến phần mài máy nhé. Ở cái phần mài máy này thì mình sẽ sử dụng cái đầu mài mịn nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ mài ở cái phần chân móng trước này. Tại vì là ngày hôm nay thì cái phần bột của mình ấy mình đắp thì nó cũng đã có đủ cái độ dày rồi. Nên là mình sẽ mài, mình sẽ để cái máy mài của mình ấy, cái tốc độ của nó vừa phải để mình sẽ mài toàn bộ móng luôn nhé mọi người. Khi mài ở phần chân móng này thì mọi người sẽ để nằm cái đầu mài ra nhé, để nằm cái đầu mài ra để toàn bộ cái đầu mài của mình nó sẽ đi được vào cái phần chân móng, thì như vậy là cái phần bột của mình nó sẽ được mỏng hơn và nó sẽ nằm sát được xuống so với lại cái bề mặt móng thật của mình nhé. Mọi người cũng sẽ đẩy sát vào cái phần viền da nhé, để cho cái phần bột của mình, cái móng của mình nó sẽ được tròn chân hơn.
Khi chúng ta mài ở cái phần đầu móng ấy thì mình sẽ mài cho bằng phẳng cái lớp bột của mình nha mọi người. Và lưu ý là mình không nên mài quá nhiều ở cái phần khớp nối nhé. Cái phần khớp nối của mọi người ấy, vừa nãy mình có chia sẻ là khi cái phần khớp nối của mình nó quá là mỏng thì cái móng của mọi người rất là dễ gãy nhé. Sau khi mà mài máy xong thì mình sẽ sử dụng cây rũa 150 nha mọi người, là cây rũa mịn này, để mình sẽ rũa lại cái form móng để cho cái form móng của mình nó sẽ được nét hơn và cái xếp móng của mọi người thì nhìn nó cũng sẽ được đẹp hơn. Đối với những cái form móng tròn thì mọi người đừng quên là mình sẽ rũa ở cái phần đầu móng nhé. Ở trên cái phần gập móng này mình sẽ đi cái phần gập móng và ôm lại rũa tròn ở trên cái phần đầu móng nhé, để cho cái phần móng của mình trên đầu móng nó sẽ được nét hơn. Sau khi chúng ta đã mài form xong rồi thì cái bề mặt móng của mình khá là bụi mọi người, nên là mình sẽ sử dụng miếng giấy lau treo này có thấm cồn nhé, để mình sẽ lau cái toàn bộ cái bề mặt móng của mình. Thì khi mà chúng ta lau sạch được cái bề mặt móng rồi thì mọi người sơn treo lên, cái lớp sơn của mọi người nó cũng sẽ được mướt hơn và sẽ không bị cặn cặn của bụi nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để nối móng form giấy, nên là mình sẽ dừng video tại đây nhé. Đây mọi người có thấy không ạ, mình khi mà chúng ta ôm sát được cái phần form của mình ý, vào trong cái bề mặt móng rồi thì cái lớp bột khi đắp lên nó rất là sạch ở bên dưới phần gầm móng nha. Hoàn toàn sạch và bên dưới phần gầm móng của mình không hề có bột bị tràn xuống, cũng giống y như là khi mà chúng ta gắn móng tiếp thôi ạ. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Ly nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm vào hình cái chuông ý, để sẽ không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ với Neo nha. Và nếu như yêu thích video này thì mọi người cũng đừng quên là bấm like để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nha. Bye bye!